Chôn giấu ở Sai Bang, truyện ngắn do Nguyễn Hưng dịch. Vẫn còn đó những lưỡi lê gỉ sét được tìm thấy trong đất, bên cạnh những khẩu súng bị hư là ngổn ngang mũ bảo hiểm trúng đạn. Đôi khi các vật dụng này vẫn còn dính xương. Đội thám hiểm biển sâu thỉnh thoảng tìm thấy một chiếc xe tăng bị rỉ mòn theo thời gian, hoặc phần còn sót lại của một chiếc tàu ngầm hoạt động như một bể cá. Máy bay chiến đấu sẽ xuất hiện ở xa trên núi, gây ngạc nhiên đối với những người leo núi. Phòng khi bạn là người mới ghé lại kênh, bạn hãy chạm tay mình vào nút đăng ký nhé. Ngay thời khắc bạn chạm tay vào nút đăng ký, bạn đã nhận được phúc lành vì đã góp phần cùng chúng tôi lan tỏa sách hay đến mọi người. Cảm ơn. Người thám hiểm như hy sao hiếm khi tìm thấy những bức thư được chôn giấu ở Sai Bang. Anh buông sẻng và quỳ xuống. Đội khảo cổ đang làm việc phía sau anh. Đèn công nghiệp chiếu sáng đường hầm bằng thứ ánh sáng bạc, phủi bụi bẩn khỏi vật dụng tìm thấy. Hy sao nhặt một cuốn sách đã sờn cũ dưới bìa khô quắt queo. Một trang rách làm giấy lỏng lẻo xuất hiện bên cạnh. Tôi sẽ đầu hàng vào lúc bình minh. Câu viết rất rõ. Tôi có vài thứ. Hy sao lạc giọng khi đọc. Một lần nữa khiến anh tò mò. Với những ngón tay cẩn thận tỉ mỉ, anh mở cuốn sách và đọc trang đầu tiên. Ngày 2 tháng 6 năm 1944, người Mỹ có thể giành lấy hòn đảo này. Vì tất cả những gì tôi quan tâm, tôi mệt mỏi. Chúng tôi dành cả ngày đào hào gần bãi biển. Mặt trời phả hơi nóng chiếu xuống chúng tôi và chúng tôi được cung cấp rất ít nước hoặc gạo để ăn. Chúng tôi không làm việc chăm chỉ, chúng tôi sẽ bị la mắng. Nếu có bất kỳ lớp ánh bạc nào, thì đó là sự phản chiếu của mặt trời lên làn nước trong vắt. Tiếng sóng dạt vào bờ, ngay cả khi những con bọ tấn công tôi vẫn thích khung cảnh ấy, nó tuyệt đẹp. Ánh nến của tôi tắt dần, tấm trải giường thì bụi bẩn quá, không thể sử dụng đêm nay. Tôi hy vọng những con rết tránh xa tôi. Hy sao lật sang trang tiếp theo. Đội của anh tiếp tục công việc phía sau. Một chiếc xe cúc kích chở đầy đá lăn qua. Ngày 8 tháng 6 năm 1944, các quân bài của Mahiro đã được tìm thấy. Một sĩ quan đưa anh ta ra ngoài và anh ta trở lại với thân thể đầy máu. Tôi sợ cuốn nhật ký này cũng sẽ được tìm thấy. Nhưng suy nghĩ của tôi rất bất ổn và màn đêm thì yên tĩnh. Không có gì tôi viết trong một bức thư gửi về nhà sẽ vượt qua được sự kiểm duyệt. Ngày 11 tháng 6 năm 1944, tôi chưa bao giờ là một người nhắm bắn chính xác. Những vết bầm do cây gậy gây ra vẫn còn nhức nhối. Viên sĩ quan đe dọa sẽ không cho tất cả chúng tôi khẩu phần ăn trừ khi tôi cải thiện mục tiêu của mình trong luyện tập. Một người khác nói với chúng tôi rằng chúng tôi sẽ nhắm mục tiêu vào các nhân viên y tế khi chúng tôi nhìn thấy họ. Người Mỹ sẽ mạo hiểm bằng mạng sống để cứu một người khác. Tôi sẽ chùng bước khi ấy. Ngày 13 tháng 6 năm 1944, dù có hàng trăm anh em sát cạnh nhưng vẫn rất cô đơn. Không phải tất cả nhìn thấy vẻ đẹp của cuộc sống như tôi đã nhìn thấy. Hy sao lật sang trang. Nét chữ ở trang tiếp theo như được viết run rẩy,
trạng thái dội dàng. Ngày 15 tháng 6 năm 1944, có thói quen đánh số 5, ngay cả khi tôi nghi ngờ, tôi vẫn sẽ tính đến năm tiếp theo, tôi sẽ không ngủ đêm nay. Tàu chiến vẫn bắn phá bờ biển, máy bay lượn rú trên đầu, tiếng bom rít liên hồi và mặt đất rung chuyển. Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ ở tiền tuyến. Tôi sợ rằng tôi không muốn sẵn sàng khi đến lúc ấy. Ngày 17 tháng 6 năm 1944, một trong những người Mỹ đang bị giam giữ, anh ta bị bắn thủng ruột. Chúng tôi đã kéo anh ấy vào hầm của chúng tôi và băng bó cho anh ấy. Các sĩ quan sẽ thẩm vấn anh ta vào buổi sáng. Với vốn tiếng Anh ít ỏi mà tôi biết, tôi đã có thời gian nói chuyện với anh ấy. Giọng anh ấy rung lên khi chúng tôi nói chuyện, khi anh ấy ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Tôi nói với Alan rằng tôi lớn lên ở một thị trấn nhỏ ở Osaka, trong khi anh ấy nói về Ohi, một thành phố rộng lớn với những căn hộ cao tầng. Lẽ ra anh ấy đã được gửi đến Đức cùng với những người bạn của mình. Anh ấy mỉm cười trước câu nói đùa của mình và tôi cũng cười theo. Alan đang ngủ bây giờ, hơi thở của anh ấy yếu dần. Tôi không nghĩ anh ấy sẽ tỉnh lại. Tôi rất vui vì tôi có thể thấy anh ấy tươi cười. Ngày 18 tháng 6 năm 1944, điều cuối cùng Alan làm là đưa cho tôi một lá thư, yêu cầu tôi chuyển cho mẹ anh ấy bằng mọi cách có thể. Khi tôi đọc bức thư, tôi chỉ có thể nhận ra rằng thư đó giống với tôi như thế nào. Thư khiến tôi đặt câu hỏi, tôi đang chiến đấu vì điều gì? Khi sao thở ra, rồi đặt trang giấy rách nát trở lại vị trí cũ. Ngày 22 tháng 6 năm 1944, tôi sẽ đầu hàng vào lúc bình minh. Tôi sẽ giả vờ đau bụng rồi chạy mất tâm. Tấm vải trắng tôi mang theo với thông điệp hòa bình của tôi với người Mỹ. Tôi kinh hãi, người đàn ông cuối cùng nhắc đến từ đầu hàng đã bị đánh cho đến khi anh ta không thể đứng vững để làm gương cho chúng tôi. Nhưng tôi không chịu đựng nổi sự đáng sợ của chiến sự nữa. Tôi ngồi một mình với những dòng suy nghĩ của mình cho đến khi mặt trời mọc. Lật nhiều trang, khi sao nhìn chằm chằm vào một trang giấy trắng. Các mục đã sắp hết. Anh lật lại tờ cuối cùng, ghi ngày hơn một tuần sau 3 ngày trước khi Mỹ tuyên bố chiến thắng. Ngày 6 tháng 7 năm 1944, mắt của tôi vẫn bị thâm đen. Tôi không còn nhìn thấy bằng nó nữa. Viên sĩ quan đã đánh tôi bây giờ đang dẫn đầu một cuộc tấn công liều lĩnh chống lại người Mỹ, một vị trí cuối cùng để kiểm soát hòn đảo. Tôi cùng với một số người khác bị bỏ lại để đốt tài liệu của chúng tôi trong hang động này. Tôi sẽ không. Trong số các tài liệu có hàng chục lá thư gửi đến gia đình và những người thân yêu. Những lá thư không bao giờ được gửi, những lời chưa bao giờ được nói ra. Thay vào đó, tôi sẽ chôn chúng cùng với nhật ký này và hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ được tìm thấy. Mệnh lệnh sau đó là lấy đi mạng sống của chúng tôi. Lựu đạn đã được để lại cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ kéo chốt, sau đó ôm chúng vào ngực. Điều này sẽ nhanh chóng và không đau đớn. Tôi chỉ có thể hy vọng rằng ở thế giới bên kia, tôi sẽ tách biệt khỏi hẳn những người đã vui mừng trong cuộc chiến này, cho đến khi những trang viết của tôi được đọc. Gấp. Khi sao thở dài, anh gấp cuốn sách lại, rồi giới lấy một chiếc túi để niêm phong nó. Tôi đã tìm thấy một thứ. Anh nói
đồng nghiệp của anh bước lên phía trước. Hi Sao đưa cho một người chiếc túi được niêm phong, rồi đưa cả hai tay về phía trước. Anh quét sạch bụi bẩn, đưa ngay vào chiếc túi da cũ kỹ. Máy ảnh bắn xung quanh anh ta. Một nhà khảo cổ học khác đã xuống để giúp đỡ. Họ kéo chiếc túi từ dưới đất lên, và sợi dây quấn quanh nó tuột ra. Các lá thư rơi rụng như mưa. Các lá thư rơi rụng như mưa. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại ở radio sau. Thân ái.